bác cô chú anh chị nhá. Đấy, vui lòng trở lại số video số tiếp theo của kênh Đài Tây Bonsai của em quá nhé. Đấy, các bác mấy ngày hôm nay hạn chế đi lại thấy làm sao? Thấy khó chịu không? Nhất là như anh em chơi cây đúng không? Suốt ngày không ở yên một chỗ, không làm cây cũng đi săn cây, xem cây thì hạn chế ở nhà rất là khó chịu. Không chỉ bản thân mình mà những nhà vườn cũng hạn chế người qua lại. Đấy, một cái rất là bí bách. Rồi thì chúng ta cố gắng vì cái mục tiêu lâu dài, mục tiêu chung của cả nước các bác nhé. Đấy, quay trở lại cây sung. Làm cây sung này, các bác nào theo dõi ngày xưa thì cũng biết cái cây sung nó về cái độ thẩm mỹ thì thôi ta không bàn, nhưng mà về cái ý nghĩa đối với tôi thì nó gần như là kiểu những cái cây phong thủy của tôi. Đấy, tôi để vấn đề ở dưới này để chắn ở chỗ cái kiểu như cái ban công này. Tôi quan niệm là nó tốt cho cái phong thủy chỗ này, tôi kê ở đây. Mặc dù nó hơi cớm nắng và nó thi thoảng phải xoay nhưng mà vẫn đủ, cây vẫn khỏe. Đây, hôm nay tôi lôi cây này ra mặt. Chắc cũng trong cái giai đoạn là hạn chế dịch bệnh này nó còn kéo dài thì có cây làm may rồi. Cũ hay mới ta không quan trọng, cứ nhân dịp này các bác cũng làm đẹp những cái cây cũ của mình đang có đi. Thế là vui rồi. Cứ mạnh dạn làm các bác. Cây của mình tôi không phải ai cũng là thợ mà, cho nên cây cứ mạnh dạn mình làm. Những cái lần đầu mình làm thì nó chưa quen thì nó còn ngượng ngùng, nhưng phải làm nó quen được chứ. Đấy, các bác nhá. Tùm lắm, bây giờ triển khai luôn. Có cái tí nữa là được một cái mẻ rau sạch ăn sống với nem này, uống bia được đấy, bia tốt đấy. Rất sạch nhá, các bác, sạch cực kỳ. Nhiều găng tay vào cho đỡ nhựa. Cỏ này tôi rất ghét, cái cỏ này không chết đâu, nó phơi trên này nó không chết đâu, nhổ gốc lên rồi nó phơi nó không khô đâu. Nhưng có nước nó lại hồi như đỉa, dai như đỉa.
Những cây mà hòm hòm rồi thì tỉa ba phát là xong rồi. Lại ngon lành rồi. Đấy, em vào đây các bác ơi. Chắc cao hết tán rồi khoảng 40 phân. Liên đến đây chỉ tầm 30 phân thôi. Đấy. Bự luôn. Bự. Vì sao em gọi nó là cây phong thủy của em ấy. Ta không bản cái giá trị mà. Nhưng tất nhiên nó đẹp. Nó đẹp tôi mới chơi chứ. Và nó là cái cây sung rất bệ vệ. Để dưới này để cho nó phong thủy. Phong thủy không phải là mê tín gì cả, mà mình quan niệm một cái gì nó khá là lành mạnh thôi. Đấy, và mình tâm đắc nó về một cái dáng thế và một cái chủng loại cây thì mình nghĩ nó cũng như vậy, chứ chẳng mê tín cái gì cả bác. Đấy, và tôi sẽ thay cái chậu đẹp của nó, cái trồng nghiêng nó lên một chút, trồng nghiêng bên nó đang bị hơi bị sụt bên này một tí. Đấy, mình nghe thấy chưa, chân bệ này thấy không, như cây nước ngoài rêu riết. Cây nước ngoài cũng chỉ có, tất nhiên cũng có cái đẹp cái xấu ấy, chứ không phải cái nào cũng đẹp đâu. Nó tay người làm ra mà, chân cũng chãi chưa, này mà có quả thì chấm hết, không biết bao nhiêu tiền là vừa. Đấy, thấy không, đấy nó hơi sụt từ nghiêng sang bên này một chút. Cứ để tự nhiên thế này thôi, các bác đừng quan trọng, đôi khi đừng quan trọng quá. Mình cứ để làm sao cho cây nó hài hòa nhất là được. Chứ các bác nhiều khi không biết là phải làm như nào, hay là phải chia tay như thế nào. Những cây có dáng thế tự nhiên thì cố gắng làm nó tự nhiên nhất là được. Không quan trọng dáng thế bao nhiêu tay, bao nhiêu chi đâu. Đó. Ok, cảm ơn các bác. Xong rồi. Tí lên trên kia lại chuyển tiếp, xanh xì ở trên kia. Cứ quay vòng thế thôi.